là trò mới trong máy trò chơi nhưng mà giống với một trò cũ trong mini game nhỉ. Tránh tàu để băng qua đường. Ủa cái em mình sẽ kích để mà chạy, nhưng mà ngủ cái này vậy thì cái này dễ nha. Nó chỉ cần không phải là đèn đỏ mình đứng lại là được. À đừng để cho cái ông người ngoài hành tinh bắt trúng mình đúng không? Ồ hay đấy, mình thích cái này. Trò này dễ, khá dễ. Trời ơi, nhưng mà trò này mình nghĩ chắc người ta phải thi lên được ngàn mấy, mười ngàn mấy điểm á mọi người ạ. À, cái này dễ mà ha. Trời, 165. Hiện tại thì sau khi chơi thử mình thấy cái trò mô này khá dễ mọi người. Ôi trời, cuối cùng tên tôi cũng được xuất hiện trong cái bảng điểm danh này rồi. Với cái trò này thì mình nghĩ là mình sẽ dễ chơi hơn, và cũng mình cũng nghĩ là các bạn sẽ chơi cái trò này điểm rất là cao.